Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Vâng, thì hôm nay em tiếp tục cho cập nhật cho quý vị và bạn một mẫu xe mới về cửa hàng của mình. Anh em nào quan tâm đến mẫu xe nhỏ gọn này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, thì chiếc xe này em cũng vừa mới lấy của một anh làm, em cũng mua của một anh làm ở trong tập đoàn dầu khí Việt Nam, công ty xăng dầu khu vực 3. Đấy, số nhà sở dầu số 1 sở dầu Hồng Bàng Hải Phòng. Vâng, chiếc xe này thì anh ấy là người Thái Bình và anh làm ở đây thì anh đang bán chiếc xe này cho em. Đấy, thì vừa ra đến cổng cái là em cũng quay lên chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem, nên là chiếc xe thì nó vẫn còn bụi bẩn một chút. Đấy, thì chiếc xe này hiện tại bên em đang bán là 86 triệu đồng anh em nhé. 86 triệu đồng cho một chiếc Chevrolet Spark đời 2009 phiên bản số sàn máy 0.8 biển 17A0358A3 này. Chiếc xe thì sơ si màu trắng, đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2021. Và hiện tại chiếc xe này đã được trang bị 4 bánh đa răng đúc, rất là đẹp, rất là khỏe xe. 4 lốp của chiếc xe rất là mới anh em nhé. 4 lốp của chiếc xe rất là mới. Vâng, đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2021 đây. Thì đây cũng tranh thủ vừa mới ra khỏi cổng công ty cái là bắt đầu mình cũng quay lên cho quý vị bạn xem sơ si của chiếc xe. Thì nói chung là đối với dòng này thì xước sát tiền sơn thì đã có rồi, không thể tránh khỏi lại được. Và cái thứ ba là chiếc xe này thì đã được lên la răng đúc rồi, rất là đẹp. Cam kết cho quý vị bạn là xe không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước, máy móc cực chất luôn anh em nhé. Đấy, biển 17, đèn đó của chiếc xe thì anh em không phải bàn rồi, rất là ok. Vâng, giá tiền chỉ có 86 triệu đồng thôi. Bên em sẽ bao rút hồ sơ cho quý vị và các bạn. Anh em nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì rất là ok, em cảm thấy là rất là đẹp. 5 chỗ ngồi và 4 lốp của chiếc xe đây anh em thấy đây, mới tinh, 4 bánh la răng đúc. Đấy anh em thấy, 4 lốp của chiếc xe rất là mới luôn anh em nhé. 4 bánh la răng đúc nguyên bản này, đã được độ lên này anh em nhé. Chiếc xe được trang bị đèn bi siêu sáng luôn. Chiếc xe này thì anh ấy chạy lên là anh trang bị rất là ok. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái phần khoang máy, khoang nội thất của chiếc xe này. Nội thất của chiếc xe là một bộ nội thất bằng da rất là đẹp, anh ấy chạy làm rất là đẹp anh em này. Đấy, rất là ok quý vị bạn luôn nhé. Trần nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ luôn. Đấy, táp ly của chiếc xe rất là ok anh em nhé. Thực ra với giá tiền chỉ có 86 triệu đồng thôi. Keo chỉ của chiếc xe đây anh em thấy đây. Thì cam kết cho quý vị bạn là không đâm đụng nặng, không tai nạn và không ngập nước. Cột kèo đầu đít của chiếc xe còn nguyên bản này. Đấy, rất là ok cho quý vị bạn luôn. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2021. Nội thất của chiếc xe đây anh em thấy đây, rất là ok luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra cái phần cánh sau. Nội thất của chiếc xe đây anh em thấy đây. Với giá tiền chỉ có 86 triệu đồng thôi, một chiếc Chevrolet Spark đời 2009 phiên bản số sàn máy 0.8, rất là đẹp nhé. Đinh bấm dàn dập của chiếc xe còn nguyên bản luôn anh em này. Vâng, rất là ok cho quý vị bạn luôn. 4 bánh trang bị la răng đúc anh em thấy đây. 4 lốp rất là mới, 3 bô lê cô lốp của chiếc xe không có vấn đề gì mục mọt. Gầm bệ của chiếc xe anh em thấy đây. Vâng, con xe này thì rất là chắc chắn, chạy rất là ok anh em nhé. Đấy, nội thất của chiếc xe anh em thấy đây. 86 triệu thì anh ấy mua cái xe mới rồi nên là anh ấy để lại cho mình những chiếc xe này. Xe này trước đây thì nó cũng qua dịch vụ rồi nhưng mà máy gầm của nó thì đại chất luôn. Dòng này thì 100% là dịch vụ luôn anh em nhé. Đấy, rất là ok. Đấy, vừa ra khỏi cổng cơ quan cái là mình cũng quay luôn này. Tiếp theo thì sẽ là kiểm tra về cái phần cánh lái này. Đấy, đinh bấm dàn dật của chiếc xe đây anh em thấy đây, nguyên bản luôn anh em biết. Chung là đối với dòng này thì đối với em thì là cứ máy vẫn nổ và quay đều là bánh ok. Đấy, xe chạy rất là chất lượng,
chạy 17 vạn này anh em này. Chiếc xe này thì em cảm thấy là máy móc của chiếc xe thì rất là chất lượng anh em nhé. Xe thì trang bị cả màn hình DVD anh em này. Chevrolet này. Xem nào, 4 kính của chiếc xe. 4 kính của chiếc xe vẫn lên đều anh em nhé. Anh này thì anh làm ở ngoài này thôi chứ còn đâu người là người Thái Bình. Đấy. Rất là ok cho quý vị bạn luôn này. Đấy, rất là ok anh em nhé. Gạt mưa phun nước của chiếc xe vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Đấy, rất là ok cho quý vị bạn luôn này. Rất là ok đúng không ạ? Với giá tiền thì chỉ có là bao nhiêu ạ? 86 triệu đồng thì anh em đã có một chiếc Chevrolet Spark đời 2009 phiên bản số sàn. Rất là ok đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần khoang máy của chiếc xe này lên để kiểm tra về chất lượng của chiếc xe này. Điều hòa dòng này thì rất là mát rồi anh em nhé. Vâng, rất là ok cho quý vị bạn luôn nhé. Anh em thấy này, âm thanh của chiếc xe này. Rất là ok đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ mở cái khoang máy của chiếc xe này ra để kiểm tra về chất lượng của chiếc xe này. Máy móc của chiếc xe đây anh em nhé. Nổ rất là êm luôn. Khoang máy của chiếc xe anh em này. Rất là ok cho quý vị bạn luôn nhé. Bật đèn lên cho quý vị bạn xem nhé. Có 86 cổ thôi anh em nhìn thấy đây. Đèn đi siêu sáng luôn này. Đèn gầm cực sáng luôn. Đấy, anh em thấy đây. Đèn đi của chiếc xe rất là sáng luôn anh em này. Nhìn dọa vào quần này. Đấy. Máy móc đại chất luôn, không phải bàn luôn anh em nhé. Nổ rất là êm. Dòng này thì nó có thể nó làm lại máy rồi nhưng cứ làm sao cảm thấy ok là được đúng không? 86 củ khoai thôi thì về tránh mưa tránh nắng, chạy tiết kiệm 5 lít trên 100 cây và điều hòa luôn. Vâng, thì vừa rồi em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng giới thiệu cho quý vị bạn về mẫu xe Chevrolet Spark sản xuất 2009 phiên bản số sàn động cơ 0.8 biển Thái Bình. Giá tiền là 86 triệu. Vâng, anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081-666-2386 hoặc 0971-255-863. Vâng, em xin cảm ơn tất cả quý vị và bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.